Alo các bạn nha, bữa nay ăn mừng 2 triệu sub nha các bạn. Giờ cái máy bơm của mình nó bị cháy rồi, cho nên đi xuống tiệm chứ cho người ta bơm. Giờ là hành trình bọn mình đang đi nè. Tony TV và rất là cảm ơn cái sự yêu quý của các bạn dành cho team của mình, và team của mình đã đạt được 2 triệu người đăng ký rồi đó. Cảm ơn các bạn đã đồng hành với team của mình trong thời gian qua nha. Mình cũng cảm ơn các bạn nữa. Các bạn ủng hộ team mình bằng cách chia sẻ video nha. Thì cái gì đại ca này ở đâu tự nhiên bữa nay lội mặt ra vậy? Em tên gì? Đàn Hiếu. Cái gì? Đàn Hiếu. Đàn Hiếu, em mấy tuổi rồi? 5 tuổi. 5 tuổi về nhà bú sữa mẹ đi. Anh nhìn ơi, anh kiếm được công dây kìa. Rồi. Buồn ở đây, cần gì phải dẫn. Nó nãy nó xuống ra gì nè anh Vinh. Nhanh lên, nhanh lên. Mình bơm nước vô trong này rồi mình ngồi trong này mình ăn luôn hay gì, hay là có bàn gì không? Mình đã chuẩn bị được cái hồ bơi, nhưng mà giờ nếu thả trái cây vào trong này ăn luôn thì nó mất vệ sinh quá, cho nên mình đã mua luôn một cái phao bàn ăn luôn nha các bạn. Bây giờ mình sẽ khui cái này ra review cho các bạn xem nè. Pool party pool. Các bạn nhớ pool party là cái gì không? Là bữa tiệc dưới nước đó. Giờ mình chỉ vô đây mình tắm vậy thôi sao, chứ không có ăn uống gì hả anh Vinh? Vậy chứ mấy anh Cường muốn ăn gì không? Con. Hồ bơi thì cũng đã lên rồi, nước thì cũng đã châm rồi. Bây giờ ở đây tôi tổ chức cái buổi tiệc 2 triệu người đăng ký này, nó cũng phải có gì đó đặc biệt đúng không bạn? Cho nên buổi tiệc này mình sẽ đặt cho nó là buổi tiệc bằng giá. Đây, bánh X, cô La Chanh có ai ăn bánh này chưa? Có em ăn rồi anh Vinh ơi, bánh ăn ngon dữ lắm. Cái bánh này ăn vô miệng là nó đổi màu được anh Vinh. Đổi màu cái lưỡi của mình á. Có the không? The nữa. Đã lắm, khui ra đây, anh đã mua ở đây 100 gói cho mấy đứa luôn nè, ăn mừng mà. Lấy ra, lấy ra. Đó, bạn thấy không? Cứ một bọc như vậy là 10 gói. Lấy ra đi. Mà uống chung với nước đá là he tê tái luôn á. Không phải là uống chung với nước đá không đâu các bạn. Nước đá không chưa đủ mạnh, mà phải chơi là nước Coca-Cola đông lạnh cộng với 40.000 nước đá thải vào trong cái hồ bơi của mình luôn. Yeah. Thôi bán em 40.000 đá, đừng cắt nước cái cục thôi. Xách lại đây, để ngoài này đi. Đây nè. Chắc cao lên đi cưng. Chắc trọng lên đi. 40.000 nước đá sao có mấy cục vậy trời. Đó cục này bự nè. Ăn ít cola chanh mà phải uống với Coca-Cola với ngâm mình trong nước đá thì nó mới gọi là đẳng cấp nha các bạn. Rồi rửa chôm chôm luôn đi cho ăn trắng miệng đó. Dạ. Rồi bây giờ đứa nào xung phong bay vô trong cái hồ này bằng xuân thế đẹp nhất. Thả vào. Thả chôm chôm vô nè. Ăn đi. Chôm chôm. Chôm chôm. Đổ chút giúp âm mấy cái bọc cola chanh chút vào trong cái ô hố này đi. Phát ở đây thêm vô cho vài gói bánh nữa nè, mỗi đứa thêm gói nữa nè.
Mọi đứa một coi nè. Chập. Chập. Cô la chanh rất là nhiều. Rồi còn đâu nữa không? Đây. Đến thêm vài gói nữa rồi. Mọi đứa một gói nữa nè. Bảo nè. Tiên nè. Xuống vô ngồi đi. Cho anh biết cái mùi vị cô la chanh coi như thế nào. Bánh x cô la chanh nha. Đó, sao? Hey, anh Vinh ơi, chắc hơi nó đỡ mệt cái lưỡi của em á. Lưỡi của nó đỡ mệt luôn kìa các bạn. Bánh này ăn the dữ lắm. Lưỡi em có xanh không? Cái lưỡi nhìn như con quỷ kìa. Ủa, mày nói người ta cái lưỡi mà còn xanh hơn nó nữa. Bánh này ngon các bạn, chua the mà có thể đổi màu cái lưỡi được nữa. Các bạn nhớ mua ăn nha. Với lại bánh này rất ngon nữa các bạn. Các bạn nhớ ủng hộ mình đến 2.1 triệu người đăng ký nha các bạn. Đến đây bọn mình sẽ đi đầm sen nước. Yeah, mày nói thiệt không mày? Anh Vinh nói đó, anh Vinh nói là làm đó. Chú làm. Cái thằng lại nít cho bò. Buổi tiệc băng giá. Ăn này là phải uống nè anh Vinh. Quá đã bạn. Ngon bá đạo thiệt. Ít cô là chăm, đúng là chất chăm luôn. Quá chua, quá đã, quá ngon. Các bạn đi học cái gì thấy bánh này mua ăn thử thì các bạn sẽ biết cái độ chua của nó. Coi cả lưỡi ăn xong chưa vậy? Anh le lưỡi ra đi. Từ từ nuốt cái nè mày. Bạn nhìn môi đứa nào đứa nấy là lử đứa thằng nào nấy là thấy như con quỷ luôn chưa? Thấy đã không? Vậy nó mới đã. Rồi ăn hồi sớm giờ còn rất là nhiều luôn nè. 2, 4, 6, 7 gói. Bây giờ mình sẽ tổ chức cái cuộc thi lặn đi. Ăn gian là lỗi liền, đứa nào hết hơi là bước ra ngoài liền, chờ cho những người còn đang thi đấu người ta ở trong hồ. 1, 2, hết hơi vô. Ôi mặt sơn. Để tôi coi coi. Rồi bà Tiên chưa được 2 giây nữa thua rồi. Đi ra ngoài, thua một người. Để coi tiếp theo là thành viên nào đây. 2 người. Thành ngáo ăn gian hả mày? Thành ngáo lội đi ra ngoài. Ngáo ăn gian. Ra ngoài, ra ngoài. Hết hơi đi ra ngoài Tiểu Cường. Ôi, ôi, để coi coi. Những giây phút cuối cùng. Để tôi phải quan sát kỹ. Thằng Quang ăn gian đi ra ngoài. Quang ăn gian ra ngoài. Cuno ăn gian ra ngoài. Thằng đó ăn gian ra ngoài. Còn lại 3 người. Vũ Thanh. Rồi, Tiểu Bảo ra ngoài. Đây, người này thắng nè. Đúng rồi, thằng này hồi sớm giờ nè. Đó, để tôi coi coi nó cầm cự được bao lâu. À, tao tưởng nãy giờ mày xỉu trong này luôn rồi chứ. A Đại là người chiến thắng nha. Lấy bánh đi. Ở video của mình đến đây là kết thúc được rồi nha các bạn. Sớm giờ cũng lâu rồi, nội mà bơm cái hồ này lên với để nước vào thôi cũng đã gần 2 tiếng rồi. Đây, giờ rất là cảm ơn các bạn đã yêu mến team của mình và ủng hộ cực mãi tới 2 triệu subscribe luôn rồi. Và hy vọng sắp tới các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ nữa. Mỗi lần xem xong video hãy nhớ nhấn chia sẻ để ủng hộ team mình nhé. Và 2.1 triệu người đăng ký thì team mình sẽ đi đầm sen nước quay phim cho các bạn coi nha. Yeah. Rồi, bây giờ bye bye và hẹn gặp các bạn những video sau. Rồi đá đít cua cái coi nó chạy vào đâu chứ. Con cua bự quá em giờ không dám động rồi. Không dám động mà thôi lội đi ra ngoài mất lượt. Thành viên thứ hai Quang. Chạy vào đâu đây? Nó chạy vào đâu đây? Nó chạy vào ô số 2 rồi các bạn ơi. Trời ơi, nó té ngủ trống luôn rồi. Rồi mời anh Quang lấy một chai dầu tây đi. Dạ. Ăn luôn tại chỗ. Thấy sao cưng? Ăn hết luôn đi cưng. Ăn gì nhín nhín vậy? Giờ mày có ăn không? Không ăn đưa đây tao ăn giùm cho. Kéo mày để tao chơi. Ô mày ra đây, mày vô ô 100.000 cho tao. Trời gì ghê vậy? Mày. Rồi buông ra đi. Liệu cô sẽ chạy vào đâu? Rồi buông ra đi. Cô sẽ chạy vào đâu đây các bạn? Hả? 100.000 sao mà dễ như vậy? Tại vì con cua bò ngang không à. Thành nó quát con cua bò ngang luôn.